Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game OBM Mọc Húp Đi Luôn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất đối với cái tựa game này. Hiện tại thì tựa game này sẽ có hai thức nạp. Hình thức nạp nhất là nạp trực tiếp ở trong cái tựa game này thông qua cổng thanh toán của Google Pay. Hình thức nạp thứ hai là nạp thông qua website chính thức của nhà phát hành, là có thể nạp qua chuyển khoản hoặc là biến tử Momo nha các bạn. Thì các hình thức nạp đều sẽ có những cái ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Thì đối với thức nạp thứ nhất là nạp trực tiếp trên tựa game này thông qua cổng thanh toán của Google Pay. Hình thức này thì nó sẽ có một số ưu điểm như sau. Thứ nhất là ưu điểm thì cái nạp này cực dễ dàng và bạn có thể nạp bằng tài khoản chính của SIM điện thoại bạn được nhé bạn. Còn khuyết điểm là nó sẽ bị thuế rất là cao và không nhận thêm phần trăm đãi từ nhà phát hành. Còn và thức nạp hai là nạp thông qua website chính thức của nhà phát hành thì nó cũng sẽ có một số ưu điểm và khuyết điểm như sau. Thứ nhất là ưu điểm là nó sẽ không bị tính thuế và nhận thêm phần trăm đãi từ nhà phát hành. Còn về khuyết điểm thì nó sẽ nạp cực kỳ gầm gà đối với bạn mới chơi, nhưng mà bạn chơi lâu rồi mình nạp rồi thì sẽ rất là dễ dàng và các bạn không thể nạp bằng tài khoản chính của SIM điện thoại bạn được, như nó không hỗ trợ nhé bạn. Còn về phần quà nạp đầu thì cả hai hình thức nạp đều sẽ nhận được phần quà nạp đầu như nhau. Thì đây là phần quà nạp đầu nhé bạn, đây là những cái gói nạp đầu, các bạn có thể nhấn vào mua ngay. Thế này nạp số lượng bất kỳ sẽ nhận được thánh nữ là Tatsumaki nha bạn. Thì đây là thánh nữ Tatsumaki, đây là những cái chỉ số phẩm chất SG Plus. Thứ hai là 999k tiền. Thứ ba là Megamin. Cuối cùng là chip trắng. Còn gói thứ hai là chỉ với 14.99 đô thì sẽ nhận ngay gói kim loại trị giá 28.888 kim cương. Thì 14.99 đô tương đương 15 đô các bạn, và như là khoảng 400 500 ngàn nha bạn. Thì sẽ nhận được một cái con tướng Gago phẩm chất SG chất vàng thôi bạn. Bả sao 1 m tiền 50 giọt bí ẩn, một cái vali thiết bị sử thi và 20 cái chip tím. Còn nạp 29.99 đô thì sẽ nhận được gói kim loại trị giá 58.888 kim cương. Thì cái này thì khi các bạn 29.99 tương đương với 700 hơn 700 ngàn nha bạn, thì bạn sẽ nhận được một con tướng gốc ta Lufi phẩm chất SSG 3 sao 2 triệu tiền 2.999 kim cương. Xem trước trang bị sử thi gương thì chọn nhận được như đó nha bạn, số lượng 1 và đá phổ quát sử thi số lượng 1. Thì cái gói kế tiếp là 49.999 thì hơn 1 triệu mốt các bạn, thì sẽ nhận được một con nguyên liệu Metho SG 2 sao các bạn, 5 m tiền 4.999 kim cương, 20 cái phiếu bút kim cương và một cái gương tuyển chọn thùng SG nha bạn. Và cái gói cuối cùng chỉ với 99.99 đô tương đương với 2.3 các bạn, hơn 2.3 thì sẽ nhận được SSG LED Maho. Đây là nguyên liệu dùng để tiến bật SSG con tướng SSG S nha bạn. Ngày hôm đó là 9 triệu tiền 9.999 kim cương, 30 vé rút thẻ và 2 cái gương tuyển chọn thùng SSG. Đây là những cái gói này tùy theo điều kiện kinh tế của các bạn mà các bạn có thể mua. Ví dụ như bạn muốn nạp mà để trải nghiệm thôi thì bạn có thể nạp cái gói đầu tiên các bạn để nhận thánh nữ Tatsumaki, tại vì cái này nạp bất kỳ là nhận được, ví dụ nạp 1 đô thì vẫn sẽ nhận được nhé bạn. Đây bạn có rất là nhiều gói cho bạn lựa chọn.
1.99 các bạn thì vẫn sẽ nhận được con Tatsuki này. Còn những cái gói sao như là gói này nữa bạn, 14.99 đô nữa bạn, thì tương đương là hơn 350.000, hơn 300.000 các bạn, gần 350.000 thì các bạn sẽ nhận được những cái phần quà dưới đây. Thì hoặc là các bạn có điều kiện hơn thì có thể nạp tiếp những cái gói cao hơn nha các bạn. Cái này thì tùy theo điều kiện tế bạn, nhưng mà nên nạp đầu trải nghiệm thôi bạn, còn sau thì các bạn có thể nạp vẫn được. Ok, thì giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn nạp. Thì đầu tiên là nạp trực tiếp trong đồ game này trước nha bạn. Thì đầu tiên nạp thì bạn nhấn vào dấu cộng chỗ đô đây nha bạn, đó thì bạn nhấn vào Google Pay, đó thì chọn gói nạp nha bạn. Thì ngay lập tức thì nó sẽ xuất hiện lên một cái gọi là cái bảng chọn thanh toán này. Tại các bạn mình sử dụng PC để chơi nên là nó không có hiện, còn bạn nào mà sử dụng điện thoại thì nó sẽ hiện lên cái bảng toán chọn phương thanh toán nha bạn. Thì tổng cộng là có 7 phương thanh toán. Phương thanh toán nhất là thanh toán trực tiếp bằng tài khoản chính của SIM hỏi bạn. Nếu như các bạn xài SIM Viettel Mobile, WeNow, Vietnam Mobile mà bạn liên kết với Google Play thì bạn sẽ được nạp bằng tài khoản chính đó. Thứ hai là nạp bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ nợ, tức là thẻ Visa, Mastercard, Chase. Thì các bạn cũng tiến hành liên kết thẻ đó với Google Play và tiến hành toán. Thì đối với cách thứ nhất là bạn nạp trực tiếp vào tài khoản chính của SIM hỏi của bạn các bạn, thì cái này các bạn có thể lách luật bằng cách mua những cái thẻ cào các bạn. Tại vì thường thường giờ là mấy game á, nó chủ yếu nạp thẻ game chứ ít game nào nạp bằng được bằng thẻ cào lắm nè. Nhưng mà cái này thì bạn có thể lách luật được bằng cách nạp thẻ cào vào cái SIM điện thoại bạn đang sử dụng, và các bạn có thể liên kết và nạp nha bạn. Phương thức nạp thứ ba là nạp bằng ví điện tử Shopee. Phương thức nạp kế tiếp là nạp bằng ví điện tử Momo nha bạn. Bước kế tiếp nữa là nạp bằng ví điện tử ZaloPay. Thì những cái ví điện tử đó thì các bạn chỉ cần liên kết lại thôi, liên kết với Google Pay thì các bạn có thể nạp nha bạn. Thì bạn sẽ tự động được chuyển đến cái trang Google Pay, và sau đó thì các bạn có thể nạp bằng ví điện tử được. Kế tiếp nữa là nạp bằng số dư trên Google Play nếu như bạn có. Cuối cùng là đổi mã nếu như bạn có nha bạn. Ok, thì đó là những cái hướng nạp qua Google Pay. Nhưng mà anh khuyến bạn là không nên nạp hướng này, nó tại vì nó bị tính thuế rất cao và không nhận thêm phần trăm đãi từ nhà phát hành. Mà anh khuyến bạn là nên nạp thông qua website chính thức của nhà phát hành, là các bạn vào cái website là id.onebit.mobi.home nha bạn, sạc login nữa. Thì cái link tải xin lỗi bạn, thì cái link đăng nhập, cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả và mình sẽ để nó ở trên màn hình như thế này nha bạn, cho các bạn xem. Thì bạn có thể vào đó để đăng nhập nha bạn, nạp. Sau đó thì bạn tiến hành đăng nhập, bạn nào đăng nhập rồi thì bỏ qua. Thì bạn nào đăng nhập rồi nó sẽ ra cái như thế này nha bạn. Thì các bạn tiến hành nạp, nếu như bạn ở Việt Nam thì chọn Việt Nam nha bạn, còn bạn ở quốc tế thì bạn cứ chọn tại USDT nha bạn. Thế này thì nạp bằng cái ví tiền số nè bạn. Thì mình sẽ không hướng dẫn bằng cái nạp tiền số, mà mình sẽ hướng dẫn bạn nạp bằng tiền Việt Nam thôi nha bạn. Thì nạp tiền web này sẽ có hai hình thức, thứ nhất là chuyển khoản Momo, thứ hai là chuyển khoản 24/7 qua các tài khoản ngân hàng. Và đây nha bạn, thì đối với hình thức chuyển khoản ngân hàng 24/7 thì các bạn có thể quét mã này để tiến hành chuyển khoản, chuyển bất cơ chuyển tối thiểu là 1 đô tương đương với 24.000 nha bạn, sẽ đưa đổi hay cao. Tại vì bây giờ như là cái tỷ giá USD sang USD hôm nay là 1 đô chỉ có mấy thôi bạn, thế bạn 23.450 đồng thôi bạn, 1 đô 23.450 đồng. Nhưng mà này xin lỗi bạn, nhưng mà cái này
một đô nó lại tới 24.000, như vậy thì nó sẽ cao hơn khoảng mấy trăm đồng các bạn, nên là cái này nó cao hơn các bạn. Để các bạn tiến hành hoặc là ngoại trừ các bạn quét mã QR này, các bạn có thể chuyển khoản đến cái số tài khoản này ở ngân hàng ACB các bạn. Các bạn kiểm tra họ tên và nội dung các bạn ghi rõ như thế này để tránh chuyển khoản nhầm. Thì mỗi cái tài khoản sẽ có một cái nội dung chuyển khoản khác nhau, các bạn lưu ý là copy dán cho đúng nha các bạn, thôi nó sẽ bị nếu như nạp sai thì báo lỗi, nó xử lý lâu lắm. Thì các bạn chú ý là phải copy đúng nội dung chuyển khoản, hệ thống sẽ tự động tiền sau 1-2 phút, và các bạn có thể quét mã QR để tự động nhập sẵn nội dung nha các bạn có thể nhập mà hỗ trợ nộp tiền qua Telegram. Thứ hai là thức chuyển khoản bằng ví Momo, thì các bạn cũng hãy quét mã này để tiến hành thanh toán bằng ví điện tử Momo, hoặc là các bạn cũng có thể chuyển khoản đến ví điện tử Momo số tài khoản 0901311413 họ tên nha bạn ví Momo. Thì sau khi các bạn chuyển tiền, copy có bay dưới là cái mã giao dịch đó, và các bạn tiến hành nhập vào đây và tiến hành để xác nhập mã bảo vệ, tiến hành xác nhận thì lập tức thì nó sẽ được cộng vào nha bạn. Đó bạn, này nó bị lỗi. Để mình hướng dẫn lại nha bạn. Thì đối với hình thức chuyển khoản 24/7 thì nãy giờ nó bị lỗi. Các bạn tua lại như bạn. Thì để chuyển khoản ngân hàng chuyển 24/7 thì các bạn có thể quét mã QR này và tiến hành nạp nha bạn. Hoặc là bạn có thể chuyển khoản đến ngân hàng ACB số tài khoản 333 67807, bạn kiểm tra tên tài khoản và nội dung chuyển khoản, bạn nhập đúng như vậy các bạn, copy để nhập, hoặc là bạn quét mã QR nó tự động nhập hết nha bạn. Các bạn lưu ý là copy đúng nội dung chuyển khoản, nếu copy sai nhập sai đó, sẽ bị xử lý rất là lâu, hệ thống sẽ cộng tự động đô sau 1-2 phút, hoặc là bạn có thể quét mã QR để tự động nhập. Tiếp nữa là nạp bằng ví tử Momo, các bạn có thể quét mã QR này để tiến hành thanh toán, nó tự động chứ quét mã QR thì tự động nhập nha bạn. Hoặc là bạn chuyển khoản đến cái số điện thoại là 0901131413 họ tên như thế này, Momo nha bạn. Các bạn chỉ tối thiểu là 1 đô tương đương 24.000. Khi chuyển tiền thành công á, thì các bạn tiến hành nhập code pay bên phía dưới là mã giao dịch nha bạn, tại vì cái này sẽ áp dụng với là nạp Momo thôi. Các bạn cốp mặt bi mã giao dịch, các bạn nhập cái này vào đây nha bạn. Sau đó thì bạn tiến hành nhập mã bảo vệ như ở bên đây, ví dụ như 5G1053, sau đó thì bạn nhấn vào xác nhận thì nó sẽ tự động nạp nha bạn. Sau khi mà các bạn nạp rồi thì các bạn tiến hành vào game, thì tiền đô nó cộng hẳn vào đây nha bạn, và các bạn chỉ cần nhấn vào nạp thôi nha bạn, nhấn vào đây để mua thôi, sử dụng số dư trong tài khoản nha bạn để mua. Đó thì bạn mua rồi thì bạn nhấn vào mua đầu để nhận quà thôi nha bạn. Ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho bạn cách nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất đối với cái tụi này. Thì chúc các bạn nào thành công và chơi game vui vẻ, đừng quên like video này với bạn hay và chia sẻ cho bạn cùng biết với nha, cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo, bye bye.